đi chậm rồi. Đấy. Đẹp thế. Rồi. Chào mừng bạn đến với kênh Sáng Tạo Vui Nhộn. Chúc bạn xem video vui vẻ.
Ừ. Nào lên nào, bay đi. Bay. Cái của chú ngắn quá, của con bố con còn có một cái quay video dài hơn cơ. Đi chắn trước. Đi chậm rồi. Đấy. Đẹp thế. Rồi, bình tĩnh. Được rồi. Chạy ngược ra đằng đằng kia đi. Từ từ đã, để cho gió nó xuống đã. À, chạy đi. Hôm nay trời không gió. Chạy ngược chiều gió. Ừ, thôi được rồi. Diều này dễ bay đấy. Nếu bạn có cảm nghĩ gì, hãy để lại bình luận bên dưới. Ấn like và đăng ký kênh để đón nhận những video thú vị tiếp theo nhé.